Đắk Lắk, trạng thái bình thường khôi phục, thêm một đối tượng ra đầu thú. Theo báo cáo mới nhất, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng nay ngày 14 tháng 6, Công an Đắk Lắk thông báo rằng tình hình an ninh, trật tự tại toàn tỉnh đã trở lại trạng thái bình thường. Các hoạt động xã hội diễn ra như thông thường mà không có bất kỳ thay đổi nào như trước ngày 11 tháng 6. Đêm qua 13 tháng 6, đã có một đối tượng liên quan đến vụ việc gây mất an ninh, trật tự đã ra đầu thú. Tính đến nay, đã có tổng cộng 3 đối tượng liên quan tự thú. Lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 46 đối tượng gây mất an ninh, trật tự tại trụ sở Ủy ban Nhân dân 2 xã Ia Tiêu và Ia Cờ Tu. Trước đó, như đã được báo Công Thương thông tin, sáng sớm ngày 11 tháng 6, tại huyện Cư Cu In đã xảy ra một vụ tấn công sử dụng súng tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ia Tiêu và Cờ Tu, khiến 9 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Sau sự việc này, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ triển khai hoạt động vây bắt nhóm đối tượng nêu trên, đồng thời giải cứu một số công dân bị bắt làm con tin. Hiện nay, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục kêu gọi những người lầm đường, lạc lối ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.